xuống với cái bè mình có dịp đi ngang hủ tiếu Đông Bình nè, rất là nổi tiếng. Chào mọi người nha, hôm nay buổi sáng mình xuống với cái bè mình có dịp đi ngang hủ tiếu Đông Bình nè, rất là nổi tiếng ha. Hôm nay mình sẽ xuống đây ăn nha, cái chỗ này xéo xéo bên viện kiểm sát nhân dân huyện cái bè á. Đó thì mình đi vô đây, có cái bảng hủ tiếu Đông Bình kìa. Ở đây có bán hủ tiếu ha, giá trụng Việt Nam luôn. Hành, này sò đó, nuôi. Hành phi. Này lúc Tết nghe ông anh nói nổi tiếng lắm, đủ đi ăn mà chưa ăn. Chưa ăn được. Quay gửi nước ngoài gì? Dạ. Ủa quán mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Từ 6 giờ mấy nhập nhỏ bán sớm thì nghỉ sớm. Dạ. Một phần hủ tiếu vậy là nhiêu tiền đó? 30 ngàn. Hủ tiếu đồng giá chưa? Nuôi nè, hủ đồng tiếu đồng giá hết. Nãy mình ăn bánh hủ tiếu với mình ngán, bữa nay mình ăn mì đi. Ngon quá, hấp dẫn. Hấp dẫn quá. Nước lèo phải chụp. Đợi luôn. Hủ tiếu mì. Hủ tiếu Đông Bình. Rồi hồi thời sinh viên nghe ông anh ông ăn ở đây nổi tiếng nó hỏi mày kiếm hoài. Để đi nghe mới nhớ lại. Cả chục năm rồi phải không? Bán này lâu lắm rồi đó. Ở đâu là? Ở trên Hòa Khánh á. Này quay ghẻ chơi, gỡ chơi ghẻ thì vậy anh? Gỡ chơi ghẻ. Ông đang lên mạng chơi. Tạm kỷ niệm thôi. Xương nước hay gì? Cái đó là thịt hả? Xương. Xương. Xương chà bá luôn. Rồi nước sốt hả? Nước cái gì? Nước sốt á. Sốt. Nước có thịt kìa á. Kì. Ồ, đó là gan. Gan. Này mọi người có dịp xuống cái bè chỗ đối diện chỗ viện kiểm sát nhân dân huyện cái bè thì ghé đây ăn cái món nha. Hủ tiếu Đông Bình. Bán tới tối luôn hả? Ăn cơm hết giờ nào nghỉ giờ đó. À. Nay là chị hết trễ. Dạ, bình thường là bán buổi sáng không hả? Bán sáng thì hết giờ nào. Bán buổi sáng không hả? Sáng thức dậy là năm mấy tháng, 6 giờ bán hả? 6 giờ mấy chị đi bán. Dạ. Chị em ngồi bàn tay. Ừ. Quá trời đã. Cái đó là gì? Thịt bầm. Rồi bưng luôn. Phục vụ luôn. Dạ. Đó, quay dĩa cho nó đi. Dạ. Đó, ở quán ăn hàng này. Dạ, có dĩa cho nó. Rồi, xin xương ớt cho nó luôn, làm cho đẹp luôn. Cho đẹp luôn. Dạ, thôi vậy được rồi, đây thích ăn. Đây, mời cả nhà cùng thưởng thức. Hủ tiếu Đông Bình nha. Dạ, toàn hủ tiếu 30 cà, rất là ngon ha. Đây có miếng củ cải nè, cải xanh nè ha. Có mấy miếng lát thịt nè. Rồi có cục xương chà bá luôn. Hôm nay mình ăn hủ tiếu nhiều quá mình ngán, bữa nay mình chuyển qua hủ tiếu mì. Nó có mì tươi nha, thịt nè, cải nè, có giá dưới là giá trụng, ăn cho đỡ ngán. Đó, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức hai tô hủ tiếu. Đây mình có thể, nếu mà có thể ăn chanh hoặc là nước chấm gì có sốt tương á thì mình nếm thử, xin phép mọi người là mời cả nhà cùng ăn thử ha. Thì ngon rồi, ví dụ như không ngon thì mình sẽ nêm thêm chấm miếng nước lèo. Thấy nước đó. Vừa ăn á, tại vì mình ít khi chấm, ví dụ mình chấm mình sẽ chấm miếng tương ớt đi, đây mình sẽ đâu vào đây mình miếng tương ớt, thích ăn gì thì mình sẽ ăn gì mình sẽ thêm vào cái đó. Yeah.
nước có biển đỏ đối mặt với mọi người. Đỡ rất là đỡ ngán. Em mới vô đây mà đông quá không đi với ông anh trên thành phố về đông quá rồi không không có chỗ đỗ xe là đi được hả? Cái này mình có thể ăn gạo anh định chứ cầu xin gạo hoặc là bớt gạo quá. Có gà làm đỡ nhé. Rất là ngon nè. Đây miếng gàng. Gàng. Xuống đây thì có thể ghé ủng hộ. Cảm ơn luôn.